Sau đi với bạn thứ hai, bạn có một bộ váy hồng tốt, tức là gì nhỉ? Váy trang ạ. Tức là gì? Lê Bảo Trang. Năm nay Bảo Trang mấy tuổi rồi? 4 tuổi. Con học trường mầm non gì? Thế hôm nay con đến đây với ai? Rồi, bây giờ như này, ba bạn của chúng ta và bạn này thì năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Năm nay con 7 tuổi. Ồ, 7 tuổi và lớn này á, cao gần bằng chú. Ồ, 7 tuổi thì em học trường gì? Con học trường đó, Khương Đình. Khương Đình nhỉ? Trường Khương Đình đúng không? Thế năm vừa rồi con được học sinh gì? Con mới lớp 1 thôi ạ. Lớp 1 con học sinh gì? Con học lớp 1. Năm nay con 7 tuổi á? 6 tuổi. Lớp mấy? Lớp 1. Rồi, 7 tuổi học lớp 1 cũng được, không sao. Bây giờ chú hỏi con nhé. Thế thì hôm nay con đến đây với một buổi lễ sinh nhật này. Bây giờ chú có một câu đố để dành đố cho ba bạn. Sau đó thì chúng mình sẽ đến game sau nhé. Câu đố của chú đưa ra cho ba bạn nhỏ như sau. Một câu đố rất đơn giản này. Một câu đố về màu da, và chú xem là bạn nào sẽ là người chiến thắng sẽ trả lời được câu đố của chú thì các con sẽ được phần quà, có được không? Con muốn nhận quà không? Có. Con muốn nhận quà không? Có. Đúng không? Các bạn này? Có. Rồi. Bây giờ câu đố đầu tiên của chú đưa ra cho các con để xem các con là người thông minh như thế nào. Nhưng mà bố mẹ với cả các cô chú ở đây nhớ là không nhắc nhá. Mọi người mà nhắc thì bé sẽ không tư duy được đâu. Và bây giờ câu đố đầu tiên chú đưa ra cho các con đó là một câu đố rất dễ nhưng ngược lại cũng rất khó. Đấy. Câu đố của chú về màu da. Câu đố sẽ là các con lắng nghe này. Người da trắng đi bơi thì bị đen, còn người da đen đi bơi thì bị làm sao? Bạn nào trả lời được? Con trả lời được không? Con. Rồi, bạn này giơ tay trước. Chú hỏi con nhá. Chú hỏi lại là người da trắng đi bơi thì bị đen, còn người da đen đi bơi thì bị làm sao? Mời con trả lời. Bị gì? Ôi dồi ôi. Tại sao trả lời là người da đen đi bơi thì bị ướt? Theo con, tại sao con lại trả lời đáp án là bị ướt? Mời con trả lời. Tại sao lại trả lời thế? Vì sao nhỉ? Đúng rồi, một câu giải thích hoàn toàn chính xác. Đi bơi là xuống nước, mà xuống nước đưa tiền là phải nước. Một câu trả lời thuyết phục chú hề hoàn toàn. Và một tràng pháo tay để dành cho bé này. Rất tuyệt vời, rất thông minh, và món quà sẽ dành tặng cho con. Rồi. Rồi, một câu đố nữa dành cho ba bạn. Con đứng lại đây, đứng lại đây. Yên tâm, có rất nhiều cái sâu cho con nhé. Câu đố